Hai mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta có đơn hàng của Lazada mọi người, đó là tẩu mọi người, tẩu lọc nước mọi người, tẩu hút thuốc lọc nước mọi người. Đây mọi người, tẩu lọc nước mọi người, tẩu hút thuốc. Shop hàng VIP mọi người, quyền Thúy Nguyên Hải Phòng, giá 115.000, 116.000, 115 500. Tiền tiếp luôn mọi người. Này thì giống như kiểu mà mấy cái tẩu mà nó có đầy nước vô mà hút keo ấy mà giờ giống như mấy cái bông mà, mấy cái bông thủy tinh đó mà nên giống như mà. Còn ấy thì giống như mấy cái đĩa cài, giờ có đĩa cài nó bán nhiều loại mà, có loại giúp đó mà, đĩa cài giúp mà kéo dài vô cho kiểu giống như mấy cái ông dòm hồi đó mà, rồi đó thì ấy mà, rồi đó thấy nó tiện mà, nó chống đồ nước đó mà, tiện ha, nhưng mà sợ nó nóng thì kéo dài vô mà 40 kéo ra 50 gì luôn, nó dài khúc không nóng lấy hơi nó dài. Cùng mấy cái bông mua quần tàu cây bông, mua quần tàu cây bông lắm rồi, cái bông thủy tinh đó, đủ loại hết luôn rồi. Và cái đó mấy cái nọ không biết là bằng thủy tinh đốt không biết nóng quá nó có nứt. Còn này loại ấy mà đây mà có loại mà điêu cài quế mà là bằng không cái quế luôn mà loại đó nó hút thơm ít nha, loại giúp ít nhất cũng 500.000 cây, 500 nhìn thấy cũng đẹp. Còn nếu mà điêu cài bình thường mà kiểu mà đồng nhà giác đồng ốp ốp ngoài mà là mấy nguyên cây bằng đồng thì nó nhìn nó ấy không, còn mấy loại ấy thì kia kiểu mà ta ốp mấy cái diện mà còn bằng đồng nhìn nó đẹp mà. Làm bằng nước che nước có mà hút cái đó thì ấy mà cá bình thường thì lâu lâu mới ăn thằng kiểu nó thư giãn được, còn hút mấy cái điều cài ấy hút nó chỉ thấy mệt thôi mà nó chạy dần dần luôn rồi. Làm hơi một bao quay luôn luôn rồi. Đây mọi người, này bằng đồng không, con này bằng nhựa không, nhìn nó màu da cổ luôn. Nước để đây nè. Có ống này bằng đồng đó không nóng luôn. Tổng. Mấy cái ngắn ngắn này nãy này thì nó hút nó bị nóng mà dễ nóng lắm luôn. Nóng ai mà lấy hơi mà kiểu lấy hơi kiểu mà hút điếu cà quen mà hút cái này mình lấy hơi mạnh là bao nóng mà sạch nha. Hay ngồi này thì kiểu quán nè điếu cà nên kiểu dùng để mà lấy hơi mà dài mà mấy cái cây mà dài dài á mới nó hút cũng quen mà không có hơi hám gì trên mà hút với quen mà hút nhiều mệt không, giờ cũng không hút không mà. Kiểu mà lâu lâu làm việc mà cảm thấy mệt mà muốn thư giãn đốt cái lá cái được mà. Còn làm cái điếu cài cái nó mệt cả ngày làm ăn nhẫn được hết cho nên giờ cũng không hút, thấy đẹp đẹp như thấy ấy nhiều cái mô để đó mà. Lúc trước mua loại thường có 80.000 cây mà kiểu hàng đại trà mà ai cũng ấy được hết mà.
Nhờ thấy có mấy loại đẹp không à, bán trên mạng trên mấy cái web thấy đẹp không à, thấy nhãn tiền luôn đấy đó là được. Hồi này mấy chục không mà tiền ship nữa là 116.000 rồi. Rồi, này thì giống như cái tẩu mà tẩu nước mà. Cầm cũng gọn luôn. Đây. Chỉ có này bằng đồng không à, cái này bằng kim loại không à, đốt nó không bị ái luôn à, còn này bằng nhựa không à, cái ống này cũng bằng nhựa không à. Rồi. À, bây giờ inbox của tôi tới đây là hết mọi người à, chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, bye mọi người.